chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Chợ Phiên Tây Bắc. Hiện tại thì mình đang ở một phiên chợ khá là nổi tiếng ở tại đất Bắc Hà, Lào Cai, đó là phiên chợ Lùng Phình. Thì buổi sáng của ngày hôm nay thì mình sẽ đi quay chia sẻ với các bạn phiên chợ giáp Tết ngày hôm nay có những hoạt động gì và bà con mang những sản phẩm gì ra buôn bán các bạn nha. Đây. Ngay bắt đầu chợ thì các bạn đã nhìn thấy gì chưa? Toàn bộ khu vực này là khu vực bán rượu. Đấy. Cái đặc biệt ở đây là tại phiên chợ thì sẽ có một dãy như thế này để bà con mang những cái loại rượu của mình ra để bán này. Đấy. Nếu như mà để thực sự một người mà có đam mê về bia rượu ấy thì đi ra đến cái phiên chợ phiên như thế này, thử rượu từ đầu cho đến cuối dãy rượu khả năng là sẽ bị say mất rồi các bạn ạ. Đấy. Tất cả những loại rượu sẽ được thử như thế này. Rượu này là rượu gì đấy em? Rượu ngô à? Rượu ngu. Uống rượu đấy chú. Ngon không? Ngon à? Em thì em không uống. Thử đi. Rượu ngô bây giờ thì có bao nhiêu tiền một lít anh? Vâng ạ. Cái này là 15 thôi. 15.000 một lít. À. Cái này là 15, cái này là 20. 20 à? Cái này là ngô đấy. À. Cái này là toàn bộ là rượu ngô hết à hay là có cả rượu rượu ngô hết. À. Đây em cũng bán rượu ngô à? Em bán bao tiền một lít? Hả? 15 thì à? À toàn bộ khu vực rượu ở khu vực này là 15.000 này. Như cô nói là của cô đây là 20.000 một lít. Đấy. Chú bán bao tiền một lít? Rượu của mình sẽ là 25.000. 25.000 một lít. Đấy, đây này. Chờ xem nào. Rượu rất là ngon luôn đấy nhỉ. Ngủ thơm nức. À. Rượu của bà bao tiền một lít? 25 à? Ờ à, đây này các bạn này. Rượu trong suốt như này này. Thấy chưa? Ai lắc lên sau đó trong rượu trong suốt như này là rượu 25.000. Đấy, ở đây sẽ có giá. Cảm ơn bà nhá. Có giá từ 15 20 cho đến 25.000 một lít rượu. Gần Tết rồi các bạn ạ, thế nên là mọi người có thể mua những loại rượu ngô ở trên vùng cao này về để uống rất là ngon luôn. Thì bên mình có cung cấp những cái sản phẩm về rượu, các bạn có thể liên hệ ở số ở trên màn hình các bạn nhé. Đấy, đây cả dãy bên này nữa. Đây. Tết thì bà con đồng bào ở trên này sẽ bán những cái sản phẩm. Đây là con quay này các bạn này. Đấy. Con quay này là trên bản là mùa xuân là hay chơi con quay như thế này. Cái này là cái này bằng nghiến phải không anh? Quay. Con quay nhưng mà bằng gỗ nghiến đúng không? Đẹp lắm, nhắn thín luôn. Đây. Có cả gỗ này nữa. Cái này là gỗ gì đây anh? Cái này cái nghiến đỏ trên này. Nghiến đỏ à? Ồ, đẹp quá. Sao nó có cái vân vân này nhỉ? Vân tự nhiên của nó. Tự nhiên? Vân tự nhiên chứ. Anh có cái loại này to không? Có cả khúc không? Có. Và anh ở đâu? Nhà anh ở đâu? À. Có cả khúc to. Đẹp đấy. Anh có cái khúc to anh có bán không? Bán không? Con nói lắm à? Ồ em thích cái loại gỗ như này ấy. Để mình tiện một cái bình to to ấy. Thì nữa em xin số anh nhá, nếu anh bán vào em nhá. Đâu anh có hình ảnh đấy không? Không có à? Cái gỗ này nọc quá. Cái này gỗ thì nói đơn giản thì sinh hoạt thế này thôi, còn thời gian buôn bán thì ngại lắm. À, bán cho em khúc gỗ to em về em làm.
Đúng rồi. Một cái con quay như này bán bao tiền con? 40. À thì bán em cũng về em làm gỗ mà. Đấy. Đây cô bé bán rượu. Em bán rượu à? Rượu rượu này bao tiền một lít? 18.000. Đấy, ở đây có loại 15, 18, 20, 25. Đấy, các bạn, rất nhiều luôn. Hai cô gái bán mỹ phẩm. Đấy, khu vực trong này bà con bán những sản phẩm rất là đặc biệt luôn này. Ồ, cái này để làm gì đây chị? Okay, cái này là cây à? Rễ cây à? Ồ, rễ cây sao nó lại hình người như này? Ồ, hay nhỉ? Lần đầu tiên thấy luôn các bạn ạ. Lạ quá. Cái đấy để chữa đau đầu à hay sao? À, cái hai cái hình người đấy để chữa đau đầu các bạn ạ. Đấy. Đây nữa này. Các loại thảo dược, thuốc. Đấy. Đây, mùa này thì bắt đầu là bà con bán hương rồi. Thấy chưa? Rất loại nhiều loại cái loại hương mà bà con tự làm ở trên này đấy. Hương to. Bao nhiêu tiền một bó này đây bà? Là y vàng. À 10.000. Ừ. Y vàng là 10.000 các bạn ạ. Đây phía bên này thì các cô các chị đang chọn váy. Đấy, váy này là váy của người Mông các bạn ạ. Đẹp chưa? Các cô các chị đang chọn những bộ váy rất là đẹp luôn. Váy này là váy của người Mông Hoa, vì khu vực trên này là chủ yếu là người Mông Hoa các bạn ạ. Phía dưới này thì là khu vực bán ớt, ớt khô, ớt nghiền đều có cả. Ớt, khoai luộc, lạc, các loại rau, đây này các bạn. Đây là lối đi. Lối đi là phải để cho người ta bán hàng chứ. Rất nhiều luôn. Bên này các cô các chị bán rau. Đấy. Rau bắp cải. Bắp cải ở đây như hôm qua mình mua là 5.000 một cái mà đã. Cô vẫn vừa bán vừa thêu. Vừa bán gừng. Những cái rau này bao nhiêu tiền một cái đây à? 20.000 một cái rau to này các bạn ạ. 20.000. Hôm qua mua 5.000. Bắp cải tốt chứ. Ngon. Ngọt lắm đấy các bạn ạ. Bắp cải của người vùng cao trên này. Bao nhiêu tiền một cái rau to này à? 15.000. Ớt. Thì bên này có những con quay mà gỗ là gỗ khác luôn các bạn ạ. Vừa nãy là gỗ đen, là gỗ vàng. Dòng cải mèo này. Cải mèo này thường thường 5.000 mớ đây các bạn ạ. Sẽ đi vào phía bên trong này. Đây là khu vực bán chồn. Bán nhang rất là nhiều luôn. Mấy loại nhang rồi các bạn. Ui, nhà chúng ta đây đâu.
hàng rất nhiều. Chổi này thường thường sẽ là 50.000 một cái đấy các bạn nhé, 50.000 một cái thôi. Phía đằng này có hai em bé rất là xinh luôn các bạn ạ, à, đang ăn bánh bao. No mà, no mà. No. Hai chị em à, đây là hai chị em à. Ồ, hai chị em kiểu như là gần như là sinh đôi ấy. Mặc váy xinh đấy nhờ. Đây. Đây các bạn, bộ váy đẹp chưa? Đấy. Ngon thế. Bánh bao. Ăn bánh bao nữa không? À, hỏi bé ăn bánh bao nữa không? Em hỏi bé ăn bánh bao nữa không? Em là mẹ à? À, ba đứa rồi. À, em sinh năm bao nhiêu? 2000 mấy. Nhưng mà đây là em, đây là con em à? Hai đứa à? Em hỏi con là ăn bánh bao nữa không, anh mua cho. Hả? Hỏi con anh bánh bao nữa ra anh mua cho. Nó ăn. Ăn rồi à? Đây các bạn, xinh chưa? Đấy. Xinh thế đây. Đây là hai vợ chồng à? Không à? À đây à, đây à. À. Ừ. Đấy. Các bạn đi mua sắm điện thoại di động ngày Tết. À. Đi chơi vui vẻ nhá. Ừ. Đấy, xinh quá nhỉ. Đấy, chị bán táo rất là xinh luôn. Đấy các bạn. Lại đến khu vực bán rau. Các cô các chị bán rau. 5.000 một mớ. Rau ngồng cải đấy các bạn. Rau này ăn hơi ngăm ngăm đắng mà làm dưa cũng rất là ngon luôn. Cái này mà làm dưa, tức là phơi cho nó xe xe đi, cho nó làm dưa nó ngăm ngăm đắng mà xào với lại thịt gà bếp thì đúng là hết nước chấm luôn. Ôi, lâu lắm thấy quả hồng này. Ui hồng này hồng xanh rồi. Ui hồng này nếu mà chưa chín là ăn chát lắm. Đấy các bạn. Cái này bán chim nướng, chim chiên, ngon nha. Bán gạo, bán đu. Cái mèo này mà cho vào chảo ốc đậu thì khỏi phải nghĩ luôn. Gừng rất là nhiều luôn. Đấy, vừa bán ớt vừa bán rau hành vừa thêu thùa. Nhiều chưa? Phía bên trong này thì bán hoa quả. Cô các chị bán rất nhiều luôn phía bên này. Còn toàn bộ khu vực ở phía bên này là đồ quần áo của đồng bào bà con nhé. Sắp Tết rồi nên là bán sẽ rất là nhiều luôn. Và cô dán bánh chưng. Bánh chưng gù đó các bạn này, bánh chưng gù này. Rồi là bán rán xúc xích. Đấy, bánh chưng ngon chưa? Bao tiền một cái bánh chưng gù này đây bà? 5.000 một cái thôi à? Ôi. Đấy. Lấy cho cháu hai cái luôn đi. Lấy luôn hai cái. Đấy, lấy hai cái này luôn đi. Bánh chưng gù rán khá là ngon đấy các bạn. 5.000 một cái.
cái bánh chưng. Ở phía bên này có cả măng này. Đấy, nấm hương. Đó, gửi tiền. Cảm ơn bà nhá. Đây, phía bên này là chị bán phở. Phở này chứ. Phở này 20.000 một cân đúng không chị? Đấy, đoán ngay. Phía bên này là chị bán đồ mỹ phẩm trang sức các loại. Đấy. Hàng này là hàng vòng cổ. Hả? Vòng cổ. Ừ. Chị nhà chị ở đâu? Simacai lên xuống à? Bán các loại vòng luôn. Ôi, đẹp chưa? Đấy. Chị hôm nay là xinh nhất chợ đấy. Xinh nhất chợ. Đấy. Những cái đồ trang sức này cho các em mà khi mà đi chơi Tết rất là hợp lý luôn các bạn ạ. Đây, những cái đồ mỹ phẩm. Đấy. Đấy, có khách nước ngoài đến luôn này. Đấy. Chị tên là gì? Chị tên là Dở, Giang Thị Dở. Giang Thị Dở, chị có chồng chưa? Dạ. Có chồng chưa? Có rồi. Có người yêu chưa? Năm nay là 35 tuổi. Chị 35 tuổi à? À, nhưng mà chị có người yêu chưa? Không, có chồng thôi mà. Có chồng chưa? À, có chồng nhưng chưa có người yêu các bạn ạ. Đấy. Chị bán rất nhiều những đồ mỹ phẩm đấy các bạn nhé. Không rồi. Hả? À? Có chồng đi thuốc rồi. Mấy cháu rồi? Hai cháu nhỉ? À. Thế hả, có hay đi chợ này bán không? À. Có hay đi chợ này bán không? Chồng chồng con. Chồng chồng con để mình đi bán hàng. Khét đấy. Rất nhiều những cái sản phẩm mỹ phẩm rất là đẹp luôn nhá. Các bạn ở trên này thì có thể là qua đây ủng hộ chị. Đấy. Phía, cảm ơn chị nhá. Phía bên này thì bán những cái đồ này. Đây các bạn này, lọ cao sao vàng. Lâu lắm rồi mình thấy đấy. Lâu lắm mình thấy đấy các bạn này. Mỹ phẩm. Những cái váy mông. Trần váy đấy các bạn này. Đấy, trần váy này khá là đắt nha các bạn nhá. Không phải rẻ đâu. Bà con mà dệt bằng tay ấy, thì đắt lắm. Mấy triệu một cái chứ không ít đâu. Đấy, rất nhiều các cô, các chị bán hàng mỹ phẩm, rồi là xà phòng. Đấy. Đây. Đường mật này, cái này là bánh trôi, bánh dùng là hay làm đấy. Đường mật này. Rất nhiều những đồ. Đấy, phía trong này thì giày dép, quần áo, đủ thứ. Bây giờ là vào khu đặc biệt các bạn ạ. Khu ẩm thực. Ngon chưa? Hấp dẫn chưa? Quá ngon luôn các bạn ạ. Còn thịt lợn đen ngon. À, giờ này là ăn khá là đông rồi đấy. Ngon, hấp dẫn. Đây. Một chân giò uy tín nhá. Đấy các bạn, nóng hổi. Úi dồi ôi. Quả chân giò này siêu to luôn đấy.
siêu to nhưng mà không to bằng phiên trước. Quay như kiểu Hải TV. À, quay như kiểu Hải TV. Đấy, đúng rồi. Hay mở xem mà. À, hay mở xem à? Hay mở xem Hải TV à? Ừ. Đây xem. Đây các bạn, rồi. Vẫn còn trong nồi. Rồi, vẫn còn trong nồi đây. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Rồi, ngon đấy. Đấy lại phía thằng này. Nhà này khá là đông các bạn. Bắt đầu giờ này là đi ăn hàng đấy. Đây, mâm thịt siêu to luôn. Đấy, chả đầy đủ các loại. Nhà này hôm nay ít đồ thế. Hết rồi anh ạ. Hết rồi á? Ô giờ này vẫn sớm mà hết rồi à? Chứng tỏ sớm nay ăn á, hôm nay trời nắng rồi các bạn ạ, nắng lên rồi. Hôm nay trời nắng nên là bà con ra ăn sớm. Trời nắng lên rồi, ra ăn sớm rồi. Ui. Mà hấp dẫn chưa? Đấy. Đây có cả thắng cố nữa các bạn ơi. Bên này là cơm ạ. Đến đây là cuốn ngay phải cái món này rồi các bạn ạ. Cuốn luôn rồi. Cuốn thật sự rồi. Ui, nóng hổi này. Ôi trời. Cái này bao nhiêu tiền một lạng đây chú? 30 à? Còn thế nhờ. Cắt cho cháu mấy lạng đi. Cắt cho cháu mấy lạng? 3 lạng đi. 3 lạng đi. Anh ăn được chưa? Ừ, cái loại nào ngon ngon này. Ui. Ừ, các bạn. Cái này ăn bao nhiêu nhá. Ok. Cắt phải bao nhiêu, ăn bấy nhiêu luôn. Ui. Đấy, 4 lạng. Ok. Ok, 4 lạng. À, cho anh xin miếng rồi nhá. Được. 4 lạng cho miếng rồi. Ok. Đấy, 4 lạng phải cho xin miếng rồi cho uy tín. Đó. Đấy. Ui giời, rồi thái ra cho anh. Đây TM là gì ấy? Hả? TM YouTube là gì ấy? À, kênh YouTube của anh là Chợ Phiên Tây Bắc. Đấy các bạn. Ngon chưa? Em này được vào xem. À, đúng rồi, em này được vào xem. Thái to to rồi đó. Cái bát này thì bán kiểu gì? 50.000 một bát. 50.000 một bát à? À dạ dạ, bỏ đấy nhỉ. Châu. À đây là thịt châu à? Không biết là thịt chó à? À. Ngon nhá. Ui dồi ôi. Muối mì phải các bạn ạ. Ui này. Ngon lắm. Con chó này bao nhiêu cân con này? Con này là 16 cân. Wow. Không phải chắc cái nhỉ? Chắc cái nhỉ? Có chứ. Đấy. Đây cho anh ít rau vào này bạn này. Rau đấy là cho ít sả. Đúng rồi. Đấy cho ít rau nữa. Cái này là rau lá hạt dưa. Ừ, cho lá
hạt rồi luôn. Ui giời, quá ngon rồi. Đấy, thấy chưa? Quá tuyệt vời. Ui giời, thế thì còn gì bằng nữa. Quá là hấp dẫn rồi. Rồi, để ra đây cho anh. Đây các bạn, đây là hai cô chú bán đó. Lợn này, lợn cam lanh. Ngon chưa? Cô bây giờ mới ăn à? Đây. Cô ăn thịt đâu? Đây. À? Ngon đấy, cô ăn đấy. Lấy cho cháu bát ốc đậu. Đấy, hai cô cháu mình ăn nhá. Chú ăn chưa? Ôi, xong thì ngồi đấy ăn chung cho vui. Đấy, mình sẽ lấy bát ốc đậu. Ngon chưa? Ờ, ăn ốc đậu ơi, ăn ốc đậu, ăn ốc đậu. Đấy. Đấy. Ốc đậu nhà chú ấy. Chả ốc đậu nhà chú lúc nào là uy tín. Ở trong nồi này còn cái gì đấy? Đậu đấy. À. Tên tên tên. Ok. Ô, cô ăn phở à? Phở mấy ốc đậu à? Thích ăn phở à? Thích ăn phở mấy ốc đậu. Này à, mình sẽ ăn với cô chú ấy. Rồi, cảm ơn cô. Ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. Hai cô cháu mình ăn. Nhiều quá. Chú ơi, ăn chưa? Ô, ăn thịt đi. À, nó, no, vừa đây. Ba rồi. Ồ. Con nói nó có chặt chặt nó hả? À, nói. Đợi nghe nhá. Nhá, có chặt chặt. Miếng thịt quá uy tín luôn các bạn. Đấy. Đấy. Hơi dai nhở. Có thịt chân giò. Chú có thịt chân lợn nào, thịt đùi lợn nào. Trong trong nồi có đùi lợn không? Có đầu nữa rồi. Có mỗi đầu thôi à? Cô vừa ăn cùng với mình vừa bán hàng các bạn. Để nói lên cái chợ này thì mình luôn ăn ốc đậu của cô chú ấy vì là nó rất là ngon. Chào cô nha. Thịt chó à? Ăn đi, ngon lắm. À, làm miếng đi. Quá rồi. Hả? Làm miếng rồi. Ừ. Rồi. Ừ, cảm ơn. Ok. Rồi. Ăn đi. Cô chú này rất là thân thiện đấy các bạn ạ. Thân thiện lắm. Cô chú hay mổ con lợn nhỏ nhỏ, lợn cắp nách để ăn. Ừ.
Ờ đúng rồi, anh xin đây này, anh đã bảo cô ấy pha rồi, cảm ơn em nhá. Em lại lấy nước chấm cho. Úi giời ơi, hai bát nước chấm các bạn ạ. Cô ấy thấy mang thịt đến ấy, thì cô ấy cũng lấy nước chấm cho. Vì ở đây á, ở chợ là như thế này thì ở bất cứ ngồi ở bất cứ cái gian hàng nào ở chợ thì mình có thể đều mang cái đồ ăn của mình đến cái chỗ mình muốn ngồi đấy, hay là cái điểm đấy. Thịt cho cô ấy. Lấy bao nhiêu tiền? Lấy bao nhiêu thịt, tiền thịt? Ủa, lấy cả miếng à? Ủa, cô ăn hết cả miếng? Lấy nữa. Cô có làm miếng cái vitamin ngon này không? Ăn không? Đấy. Đấy cho cô, nó ít. Hai cô cháu ăn, hai cô cháu ăn không hết đâu nhỉ? Không gọi ăn đó nè. Ăn đó nè. Hả? Rồi, anh lấy cho cô mấy ít mấy miếng này. Đây, mời cô. Làm miếng ấy á, làm miếng trước ấy. Ôi, cái miếng này nó sần thật đấy nhở. Ngon ạ. Ai bán nước chấm, thích chấm bán nào chấm ạ. Chú đi đâu rồi? Sướng. Cô ăn gì ơi? À. Cô với anh đi chung nhau à? Đi cùng à? À nha. Ăn đậu đậu à? À.
Để cho cô ấy bắt ông đậu ơi. Cháu mời. Ăn đi, cho tí cháu giảm tiền cho nhá. Ok. lấy cho cô ấy ốc đậu ấy. Ốc đậu mềm mén. Ok. Cả cái ăn mà. Hả? Cả cái ăn có rồi. Cho cháu bát mèn mén nhỏ ấy, bát nhỏ cho cháu. Đấy. Rồi cho cô ấy mèn mén ốc đậu. Có vị trí. Rồi, cảm ơn cô. lại có mèn mén ăn này các bạn ạ. Cô ơi cười. Chờ. Nếu như mà ăn như này rất là khô. Phải chan vào ăn mới được ngon. Nhưng mà mình cái ăn cô. À, ngon. Ngon mà. ngon. Bát ốc đậu nữa. Táo hồ đồ lựa chọn ăn. các bạn. Đấy. Bát mèn mén, bát ốc đậu. Tí cháu trả tiền cho nhá. Tí cháu trả tiền cho. Ăn đi cô. Chiến đi. Bạn. Ngon lắm. Ừ rồi. No mà. No. Ăn cái rồi này ngon lắm, cái rồi ngon lắm. Không bị dai đâu. Cái rồi này không bị dai. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Đi ăn ăn cái này cái kia là mới ngon. À cô. Ăn thịt đi. ăn như này mới vui các bạn ạ. Từ một nếu như để nói ai ngồi một mình ăn ấy, nó không vui. Cái gì đấy? Cô bảo gì? À, cái rồi này ngon này, cái rồi ngon. Cái thịt tai. Ăn đi cô, ngon lắm. Cái thịt này bao nhiêu tiền một lạng? 20 một lạng à? Vâng. Đây các bạn, 20 một lạng thịt đó. $20 một lạng nhé các bạn nhé. Đây. Đấy, mình sẽ thái cái miếng này ra, em được bao nhiêu? À, xa xa. Đấy. Ở đây mình thích ăn chỗ nào là mình thái chỗ đấy thôi. Đấy. Cứ ngồi im đấy nhá, để cháu bán hàng cho. Cứ ăn đi. Cần cần luôn nhá. Đấy.
Mấy lạng đây? 2 lạng. 2 lạng. Thái luôn. Nói chung ở chợ phiên ấy thì đồ ăn cứ phải là dùng bằng tay cho nó đỡ buồn các bạn ạ. Chứ còn ăn quá thì nó cũng ai cô ơi. Ơi ăn đi. Đấy. Đấy. Còn đây là của cô. Ôi. À. Cho cô này. Ăn đi. No mà, no mà. Mình là cứ phải ăn cái chỗ này. Cảm ơn. Ngồi trong này chị, ngồi trong này không có, nó mưa, ướt, nó ướt mất. Đấy, ăn cái gì, ăn cái gì, ăn gì, ăn gì, ăn cơm à? Ăn cơm à? Thịt gì? Thịt gì? Để bán hàng luôn. Rồi bây giờ hai cô cháu mình sẽ ăn hết chỗ này. Đấy, chỗ này sau đó thì mình sẽ tiếp tục quay chia sẻ với các bạn xem là chợ hôm nay có những gì các bạn nhé. Ăn hết đi đấy nha. Không được bỏ cái gì đâu. Để hết chỗ này đấy. Mày mén ốc đậu à? Ăn thịt. Thịt ta à? Lấy miếng nào? Lấy miếng nào? Cắt này nhá. Một lạng à? Một lạng à? Đấy. Đúng một lạng luôn. Thấy không? Quá chuẩn luôn. Mình bán hàng hơi tít luôn đấy các bạn ạ. Đấy. Thái cho chị luôn. Một lạng. Đấy, lấy cho chị bát mèn mén, bát ong đậu. Mèn mén ong đậu à? À, ăn gì? Ăn cơm. Cơm mèn mén. Lấy cho chị bát cơm mèn mén nha. Đấy. Cơm mèn mén luôn. Cho vào đây. Đấy, trần qua đây. Đấy. Một lạng. Ok. Chị là người ở đâu? Chị là người ở đâu? Ở đây à? Ở Lùng Phình này luôn à? Có chồng chưa? Cái này đi chợ với ai? Đi chợ mua mình thôi. Ô mà mềm mà không cho chồng đi à? Ô có cái răng vàng đẹp thế. Răng vàng này vàng thật à? Ô thật đấy nhờ. Mén mén ốc à, cơm rồi, cơm với lại cả thịt ăn đi nhá, hôm nay mời. Ok. Ăn nhá. Vâng. Ăn đâu ạ? Rồi à? Đứng lên à. Mình cũng phải ăn nè các bạn, ăn sau đó đi quay chia sẻ với các bạn nhé. Yeah.
Đây là khu vực phía ngoài rìa ngoài chợ này các bạn này. Đây là bán mía. Đấy. Mía trời, bà con ở đây nữa cũng bán. Chú dắt hai con chó đi bán. Bán ớt với lại cả cũng là con quay luôn. Khu vực bán chó đấy các bạn ạ. Chú chó rất là dễ thương. Bao nhiêu tiền một con chó này đây chị? Hả? 400.000 đấy. Hai chú chó ngủ. 1,2 triệu một con à? Ồ, mông cọc à? Đấy, 1,2 triệu một con mông cọc. Còn chú gió rẻ này là dễ thương nhá, 400.000. Đấy, mọi người đến đây thì có thể chọn được những chú chó rất là dễ thương. Nằm trong làn ngủ. Bình thường những chú chó này cũng chỉ 300-400.000 thôi. Hỗn chiến chợ phiên. Ôi không được quay nhau. Sau trận hỗn chiến các chị lại làm hòa với nhau các bạn ạ. Trận chiến đấu rất là kịch liệt giữa các chị buôn lợn. Rất là vui. Nhiều khi chợ phiên cũng có những cái đặc sắc riêng đấy các bạn ạ, mà không thể nào mà ở dưới xuôi có được đâu. Đấy, tất cả là chợ lợn nhỏ nhỏ như thế này để chị em mang rồi là các anh mang lợn ra bán ngày Tết các bạn ạ. Đây, những con lợn rất là ngon luôn, lông dày. Đấy. Đây, những con lợn rất là nhỏ. Một con lợn nhỏ này khoảng bao nhiêu cân? Một yến. Khoảng một yến à? Bao nhiêu tiền con lợn này? Một triệu một con. Đấy, một triệu một con lợn khoảng một yến các bạn. Chú cậu ơi, bên cạnh đây cậu bán thì thế nào? Bên này nữa, rất là đông luôn. Đấy. Chú này là quay được hả? Hả? Quay tác dụng gì? Quay cho bán lợn cái gì nữa? Đây, ông này bán 2-4 con lợn. Đấy. Không, dưới đấy các chị ấy gọi là hỗn chiến nên mình không dám quay. Đấy. Rất nhiều lợn luôn. Nhiều và hấp dẫn. Các bạn ở dưới xuôi có thể lựa chọn cho mình những con lợn mà để tất niên. Đấy. Rất là uy tín luôn. Đằng kia các bạn, các chị vẫn đằng cãi nhau các bạn ạ. Sau đây thì mình cũng xin phép là kết thúc video tại đây các bạn nhé. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ chợ phiên Tây Bắc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nha.